Còn người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã phải chật vật trong sinh hoạt và đi lại do triều cường dâng cao. Đặc biệt, tại khu vực đường Trần Xuân Soạn, quận 7 đã chìm trong biển nước, giao thông ùn ứ, người dân gặp nhiều khó khăn khi trở về nhà. Chiều hôm qua, triều cường xuất hiện từ 15 giờ 30 phút gây ngập đường Trần Xuân Soạn, quận 7, đã khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại. Nước từ kênh rạch tràn lên đường gây ngập gần nửa mét. Tại một số đoạn, hàng loạt xe chết máy. Người dân bị bẩm lội nước dắt xe, trong đó có cả phụ huynh đi đón con học về. Đây là khu vực đông dân cư, triều cường dâng cao đã làm sinh hoạt hàng ngày của người dân bị đảo lộn. Theo dự báo, mực nước đỉnh triều sẽ tiếp tục ở mức cao trong những ngày tới. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng có mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các tuyến đường, các vùng trũng thấp ven sông. Dự báo thời tiết của Nam Bộ trong 2 đến 3 ngày tới sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu về chiều và tối. Hai yếu tố triều cường và mưa có thể gây ngập nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh.